Mến chào các bạn nha, rất vui gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục ra bến tàu cao tốc cho mà quay một số anh em tàu cao tốc ra vô cho mọi người cùng xem ha. Anh Súp Đông thì anh mới vừa xuất phát xong các bạn. Ở đây thì mình thấy là có một chiếc tàu màu xanh đang vô nè. Rồi ôi con chạy kìa. Hiện tại thì còn khá là xa nha các bạn. Cái phần ở phía sau đuôi của anh kìa các bạn ơi. Kinh khủng chưa. Đó. Anh là đi Nam Du nha. Ý lộn, anh này anh đi Hòn Sơn các bạn. Gặp anh Súp Đông nè. Đã thiệt chứ. Không biết là thực tế mà khi mà mình đứng ở trên chiếc tàu thì cái vận tốc nó như thế nào, nhưng mà ở đây thì mình quan sát thì chạy khá là tốc độ nha các bạn. Anh này chạy gần như là 60 km/h rồi đó. Mình sẽ tiếp tục xem chiếc tàu cao tốc màu xanh này lui ra và xuất bến nha các bạn. Ảnh vừa cập bến lúc nãy thì bây giờ sẽ xuống khách tiếp tục để mà đi hòn nữa nha. Chúc mấy anh có cuộc hành trình vượt biển thành công ha. Anh màu xanh nhìn khá là đẹp nha các bạn. Anh là đi Hòn Sơn. Ngày thứ bảy chủ nhật thì anh sẽ đi thêm tour nữa là 11:40 các bạn, xuất bến nha. Thường những ngày thứ, những ngày cuối tuần thì hành khách đi du lịch khá là đông. Đặc biệt đây là mùa hè nữa. Đang lùi nha. Quá trời ở phía sau. Đang lú cái mặt tiền ra các bạn. Bây giờ từ từ tăng tốc nha. Bây giờ thì mình sẽ xem quá trình mà xuất bến của ảnh nha các bạn. Nãy giờ thì quay đầu xong rồi. Đang đề ba gió ngược. Chiếc tàu màu xanh nhìn khá là xịn. Đó, bây giờ tăng tốc đây. Mọi người sẽ xem cái phần phía sau của ảnh nha. Trời ơi kìa. Càng ra xa thì mình thấy nước ở phía sau bốc lên càng cao nha các bạn. Ôi ôi. Quá đẹp luôn.
thấy có hai chiếc tàu đang vô các bạn, một anh Super Đông và một anh Everest đi các bạn. Quá giờ chạy anh này chạy tốc độ khá cao. Chạy nhìn khá là đã nha các bạn. Anh này đi với vận tốc là 28 đến 30 lý trên giờ các bạn. Tầm khoảng là 50 đến 55 km nha. Quá là chạy à. Trời ơi. Kìa. Anh này với anh màu xanh thì mình thấy là nói chung là cũng 1910 à. Cũng không phân thắng bại các bạn. Anh nào cũng biết hết trơn. Hoa cặp bến khá đẹp. Bắt đầu anh vô cũng gần tới các bạn ơi. Anh này anh đang lùi ra các bạn ơi. Ở đằng sau mình thì mình thấy là có một chiếc đang vô nha. Vẫn là Super Đông. Anh này đang vô nhưng mà thấy nó trong quay đầu các bạn. Anh giảm tốc độ nha, đợi các bạn. Bớt ra để đợi anh kia ra. Cái mặt tiền ra phía trước rồi các bạn ơi, chuẩn bị tăng tốc nha. Anh này thì đề ba khá là xịn nha các bạn. Động cơ nói chung là cái bô thâm hậu lắm. Máy bay các bạn. Gió ngược với lại nước nó cũng lớn các bạn, sóng nó lên lăn tăn rồi nè. Mình sẽ xem anh tàu cao tốc Javin
lùi ra và xuất bến nha các bạn. Đây là anh tàu phà Thạnh Thới. Anh này nhìn khá là ngầu các bạn, như một cái nhà biết di chuyển vậy đó. Nói chung là chưa có đi nhưng mà mình cảm giác giống như anh khá là rộng rãi và thoải mái nha. Anh rất là bự. Anh này chuyên chở xe Honda, xe ô tô cùng với một số hành khách nha các bạn. Anh này anh đi Phú Quốc, đi với vận tốc là 23 lý trên giờ nha. Cũng là tàu cao tốc 2 thân. Ở đây thì mấy anh tài công thì quay đầu, với lại cặp bến thì tốc độ khá cao rồi. Chung là rất là chuyên nghiệp các bạn. Những chiếc tàu bự bự như thế này thì khi mà mình thấy anh vô cặp bến đâu đó khoảng chừng chưa được 2 phút nữa là xong rồi đó. Ở phía trước thì có cái mỏ bàn các bạn, đang từ từ khép lại để mà xuất bến ha. Đây cũng là cái chỗ mà lên xe xuống xe các bạn. Mấy chiếc kia thì ảnh sẽ xuống bên hông, còn mấy chiếc như này thì sẽ đi ở phía trước. Giờ đang quay cái mặt tiền ra từ từ nè. Màu trắng xanh. Chung ảnh này bự bự, gọi là tàu phà nhưng mà ảnh đi với tốc độ cũng khá là nhanh nha các bạn. Anh chị em mà muốn đi Hòn mà đi Phú Quốc chơi thì đem xe theo thì đi chiếc này nha, xe ô tô nữa. Quá đã luôn các bạn ơi. Ở trên thì xe 16 chỗ, 7 chỗ, 4 chỗ đồ khá nhiều nha, xe 2 bánh nữa.